Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh nhé. Thì lời đầu tiên cũng như thường lệ thì Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người luôn có được thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Tiếp tục thì đến với video ngày hôm nay, Vượng Hạnh cũng muốn truyền tải cũng như muốn cập nhật tới quý ông bà, cô bác, anh chị trong và ngoài nước một số cái thông tin tiếp theo, tiếp tục lại liên quan tới đàn gà con cho mọi người. Thì kính thưa quý vị và các bạn thân mến, những cái thông tin mới nhất mà liên quan tới đàn gà con thì ngày hôm nay em cũng đã cập nhật được đầy đủ những cái thông tin rất là mới liên quan tới đàn gà con. Nhưng mà có một cái điều khiến chúng ta vô cùng là lo lắng và vô cùng là buồn. Thì kính thưa quý vị, chính là cái thông tin mà cái tình hình sức khỏe của đàn gà con ngay sau khi kết thúc những cái live show tại Việt Nam Quốc Tự, thưa quý vị khán giả. Thì đối với việc này, em cũng đã cập nhật được cái thông tin liên quan tới cái sức khỏe của đàn gà con. Thì như tất cả các quý vị khán giả cũng đã biết, đàn gà con cũng đã thường xuyên tham gia những cái hoạt động sự kiện trong cái buổi tối ngày hôm qua, là một cái buổi tối vô cùng là tuyệt vời đối với Tuyết Nhung sau khi mà đi dự một cái sự kiện đặc biệt. Bởi vì sau khi tham gia cái sự kiện đó thì phía Thiên Ngân cũng không có đi, thưa quý vị, và Thiên Ngân đã chia sẻ cái tình trạng sức khỏe và cũng nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm từ phía Duy Juno. Còn về phía anh Mạnh Quỳnh thì chúc cho cái MV Xin Anh Đừng Hứa của Tuyết Nhung đã chia sẻ trước đây, như quý vị cũng đã thấy cái MV mà Xin Anh Đừng Hứa thì Tuyết Nhung có đăng tải trên cái trang cá nhân của em ấy, và anh Mạnh Quỳnh cũng đã vào bình luận chúc mừng con gái. Thì cái MV Xin Anh Đừng Hứa này đã đạt được rất là nhiều sự kỳ vọng vô cùng là đặc biệt từ tất cả các quý vị khán giả, cô bác gần xa trong và ngoài nước, đã đạt được 236.000 lượt xem nhé, thưa quý vị khán giả. Một cái con số kỷ lục luôn, sau 4 ngày công chiếu và đạt được 4.200 lượt thích từ tất cả các quý vị khán giả, và 1.100 lượt bình luận và yêu thương dành cho giọng hát của cô bé Tuyết Nhung của chúng ta. Một cái điều vô cùng là tuyệt vời, một cái sự kỳ vọng đã được một cái thành tích cao nhất từ trước tới nay, đúng không thưa quý vị khán giả? Đây là một cái sự yêu thương từ phía quý vị khán giả đã dành cho đàn gà con trong cái giai đoạn hiện tại. Còn về phía Thiên Ngân thì em ấy đã đi khám ở phòng khám, thưa quý vị, và chụp lên một cái bảng thông tin cái việc đi khám của mình, và Juno đã vào bình luận bệnh viện ghi đúng tên em kìa, mừng ghê. Và Thiên Ngân có trả lời là nhập vô rồi trời. Thì đợt này Thiên Ngân em ấy đã đi kiểm tra sức khỏe lại, thưa quý vị. Thật sự thì đối với cái tình trạng sức khỏe của đàn gà con thì ai ai cũng luôn lo lắng và ai cũng mong muốn cho đàn gà con sẽ có được nhiều sức khỏe để tiếp tục cái con đường hoạt động nghệ thuật phía trước còn rất là dài, đúng không thưa toàn thể mọi người? Cái con đường phía trước thì còn rất là dài, còn những cái sự kiện và những cái live show trong mấy cái ngày sắp tới, thì cái ngày mùng 1, mùng 2 sắp tới thì đàn gà con sẽ tham dự một cái live show diễn vô cùng là đặc biệt, như mình đã chia sẻ với tất cả ông bà cô chú anh chị em khán giả, một cái sự kiện vô cùng là đặc biệt mà chúng ta không thể nào có thể quên được, đó chính là đàn gà con đang bứt phá cho một cái giai đoạn mới. Thì cái ngày mùng 1, mùng 2 thì đàn gà con sẽ tiếp tục cái con đường của ngày lễ Phật đản, hát tại những cái ngôi chùa. Nhưng mà Tuyết Nhung đã chia sẻ trước đây cho cả nhà cùng biết, đúng không ạ? Thì cũng mong rằng cái tình trạng sức khỏe của đàn gà con sẽ được nhiều sức khỏe. Thì hôm nay đã là cái ngày 30 rồi, còn cái không khí của ngày lễ Phật đản đang được diễn ra, ngày mai là ngày 31,
thì chúng ta cũng hiểu rằng đây là một cái giai đoạn vô cùng là quan trọng, đúng không thưa quý vị? Cho nên chúng ta cũng mong rằng cái sự trở lại của Tuyết Nhung, Thiên Ngân sẽ được nhiều sức khỏe và hoạt động live show tốt hơn nữa và đạt được nhiều cái thành công vang dội. Cái sự trở lại của Thiên Ngân thì khiến cho Juno rất là mừng, cho nên là tất cả cũng yên tâm, cái tình hình sức khỏe của Thiên Ngân cũng đã ổn rồi nha thưa quý vị. Thì mới đây mẹ nuôi Trường Sang cũng nhận được những cái món quà đầy yêu thương và đặc biệt, và bà có đăng tải trên cái trang cá nhân của mình: em mời cả nhà, cảm ơn chị Thoa đã gửi tặng em ạ. Thì mẹ nuôi Trường Sang đã nhận được những cái trái sầu riêng rất là ngon thưa quý vị, và những cái măng cụt ngọt liệm cả nhà đó. Thì mẹ nuôi Trường Sang có đăng tải trên cái trang cá nhân sau khi nhận được những cái món quà vô cùng là đặc biệt từ quý vị khán giả, từ những cái người yêu thương. Và chị Quỳnh Trần cũng đã vào bình luận: trời ơi sầu riêng. Và mẹ nuôi Trường Sang đã trả lời: giờ Diễn chưa gửi chị nha, em chưa gửi chị nha, đó, lát gửi chị ơi, ca sĩ theo yêu cầu. Thì đó là những cái câu bình luận rất là vui vẻ cái cuộc trò chuyện của chị Quỳnh Trần và mẹ nuôi của Trường Sang nha mọi người. Vì sức khỏe của Thiên Ngân cũng đã ổn thì hai chị em tiếp tục ngày hôm nay và ngày mai sẽ cùng nhau để tập luyện, để cái ngày mai mốt sẽ bắt đầu một cái chuyến hành trình đặc biệt, chuyến hành trình hoạt động live show vô cùng là ý nghĩa thưa tất cả mọi người. Chắc hẳn cả nhà đang rất là vui vẻ và phấn khởi khi mà đàn gà con tiếp tục cái cuộc hành trình này, đúng không ạ? Những cái cuộc hành trình hoạt động live show cực kỳ tuyệt vời mà đàn gà con có được trong cái thời gian qua. Và đặc biệt đàn gà con sẽ gắng tiếp bước cái con đường hoạt động nghệ thuật của mẹ Phi Nhung. Và đặc biệt ai ai cũng rơi nước mắt khi mà những cái lời chia sẻ từ những cái người ca nghệ sĩ khi nói về chị Phi Nhung. Ai cũng rất là hạnh phúc và vui vẻ khi mà nhớ đến chị Phi Nhung với mọi người. Chị là một người cố gắng cũng như là cống hiến cho những cái năm trước, biết bao nhiêu là những cái công lao của chị và những cái ngày lễ Phật đản cũng như là những cái ngày lễ khác vô cùng là đặc biệt, đúng không thưa mọi người? Thì phía đàn gà con giờ đây đang náo nức với những cái cung bậc cảm xúc của mình để cố gắng tiếp bước cái con đường của mẹ. Và giờ đây thì khi mà cái giai đoạn cực kỳ khó khăn, cực kỳ là quan trọng, thì đàn gà con đã trải qua và sẽ tiếp bước cái con đường đó. Và Đức Hiếu cũng là một cái người mà thay thế cho quản lý Diễm Phạm trong cái thời gian này, chăm sóc và lo lắng quán chay được đầy đủ và mang đến nhiều cái sự yêu thương. Từ đó thì Đức Chiếu đóng vai trò khá là quan trọng trong những cái chuyến hành trình hoạt động live show của đàn gà con. Bởi vì em Đức Chiếu đã lo lắng cho quán chay thì quản lý Diễm Phạm mới có thời gian để tiếp tục cái con đường mà đi giúp đàn gà con hoạt động live show, đúng không thưa mọi người? Thì tất cả các quý vị cũng đã hiểu những cái câu chuyện mà ngày hôm nay mà Vượng Hạnh cập nhật được, đúng không ạ? Thì cũng mong các quý vị tiếp tục ủng hộ cũng như là like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho Vượng Hạnh cũng như là ủng hộ cho đàn gà con, và để cho Vượng Hạnh tiếp tục có động lực để cập nhật những cái thông tin mới nhất về đàn gà con cho quý vị biết, để quý vị có thể nắm được những cái lịch trình sau này của đàn gà con nha mọi người. Và em cũng xin cảm ơn quý vị, chúc cho quý vị có một buổi trưa thật là hạnh phúc, ấm áp bên gia đình, và chúc cho mọi người luôn mạnh khỏe, thành công nha. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.